nay thì Máy xin mời quý bà con cùng trải nghiệm máy nghiền bùn thẳng Takeo TK10 nghiền ớt khô. Bà con cùng xem liệu chiếc máy Takeo TK10 có nghiền được ớt khô hay không nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ đổ ớt trực tiếp vào phễu. Đây là dạng ớt khô nha các bạn. Sau khi bỏ nguyên liệu vào, chúng ta sẽ cấp nguồn và mở khay phễu ra để cho ớt xuống. Ớt xuống qua bồn nghiền sẽ qua sàng nọc và xuống bao đựng ớt. Máy Takeo TK10 thì sử dụng điện một pha, motor 3 kW dây đồng, lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Và máy TK10 thì được bảo hành 18 tháng. Bây giờ chúng tôi đã nghiền xong, xin mời quý bà con xem thành phẩm quả ớt ra như thế nào. Ở đây là một đơn vị đã đặt cái máy nghiền bùn thẳng Takeo TK10 nghiền ớt khô ra để làm sa tế. Bà con cùng xem thành phẩm ra rất là đều và đẹp. Máy nghiền ớt khô có năng suất khoảng 50-70 kg ớt khô trên 1 giờ. Xin chào quý bà con, hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo của công ty Thế Giới Máy.